Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với cái video giới thiệu cái sản phẩm xe nâng hàng Heli bên mình. Hôm nay thì thực chất là mình không phải giới thiệu mà mình đưa ra một cái so sánh giữa hai cái mẫu xe. Nhìn bên ngoài thì nó có nhiều điểm tương đối giống nhau, nhưng mình sẽ phân tích một chút về các cái thông số kỹ thuật thì để cho quý anh chị có những cái quyết định sáng suốt hơn khi đầu tư những cái thiết bị nâng hàng. Mà khi đầu tư thì mình sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào? Đấy, thì đầu tiên thì quý anh chị có thể thấy là có hai chiếc, một chiếc là AC20 và một chiếc là AC30. Thực tế là cái mẫu AC30 kia thì mình cũng có mức tải trọng 2 tấn, 2 tấn rưỡi và 3 tấn. Thì mình tạm gọi cái chiếc AC20 này và chiếc AC30 này là hai chiếc xe khác nhau để cho nó dễ trao đổi. Thì mình sẽ đi đến cái thông số kỹ thuật trước một chút này. Đây. Chiếc này thì nó có thông số là model là CBD20 gạch ngang 410, tải trọng nâng tối đa là 2000 kg. Đấy, với bình ắc quy là 24V và 210 Ah. Chiếc xe này thì xác của cái mẫu xe này thì nó rơi khoảng hơn 700 kg. Mình sẽ qua cái mẫu này. Đây, còn mẫu bên này đó là CBD30 gạch ngang 460, sức nâng tối đa là 3000 kg, bình ắc quy thì vẫn là 24V thôi nhưng mà nó là 270 Ah. Chiếc xe này thì có tổng trọng lượng là khoảng hơn 800 kg. Quý anh chị có thể thấy là một chiếc là CBD gạch ngang 410, còn một chiếc là CBD gạch ngang 460. Thì sau đây thì mình sẽ chỉ qua một chút về các cái điểm khác biệt giữa hai cái mẫu này nhá. À, rồi, mẫu thứ nhất là cái mẫu AC20. Thì mẫu này có ưu điểm đầu tiên đó là cái giá thành đầu tư rẻ hơn. Giá thành đầu tư rẻ hơn là như nào? Nghĩa là cái xe CBD20 410 này là sẽ rẻ hơn cái mẫu CBD 460 kia, nó là 25 triệu. Đấy, tại sao mà quý anh chị nhìn thì nó rất nó giống nhau thôi nhưng mà giá nó lại lệch nhau nhiều như vậy? 25 triệu thì nó rơi vào khoảng 20% đấy, đến 25% tổng giá trị đầu tư của mẫu xe này. Thì mình sẽ phân tích là tại sao nó rẻ hơn. Rẻ hơn là điểm thứ nhất, đó là cái mẫu AC20 này có dung lượng bình ắc quy nhỏ hơn. Dung lượng bình ắc quy nhỏ hơn là có 210 Ah thôi. Mẫu kia là 270 Ah. Nghĩa là nó một mẫu là 3, một mẫu là 4 đấy. Có nghĩa là cái mẫu dung lượng của AC20 nó nhỏ hơn mẫu của AC30 là 25%. Điểm thứ hai đó là cái motor của hai mẫu này lại đều có một chiếc motor lái, đó là 1,5 kW motor xoay chiều. Nhưng mà cái mẫu 20 này nó được chỉ được trang bị một chiếc motor lưng là công suất 1,2 kW thôi, nhỏ hơn chiếc 30 bên kia là 3 kW. Và một điểm rất nổi bật mà lát nữa mình sẽ thực hiện thao tác thì quý vị có thể nhìn thấy rõ nhất, đó là chiếc 20 này không có motor trợ lực lái, mà chiếc 30 kia có một chiếc motor trợ lực lái rất nhỏ thôi, 0,15 kW, nhưng mà nó khiến cho người vận hành rất thoải mái và nhẹ nhàng khi vận hành. Còn mặt bằng chung của kết cấu của hai mẫu này thì gần như có điểm tương đồng ở những điểm còn lại. Đây, quý vị có thể nhìn thấy điểm bên ngoài. Nghĩa là hai cái cần điều khiển giống nhau, tương đối giống nhau. Hệ thống càng lưng. Chiếc xe này là có càng là dài 1m2. Đấy, hệ thống càng này là bề rộng là 685mm. Tất nhiên là còn nhiều option 550, 685. Được trang bị hệ thống là hai cặp bánh tải ở phía trước và phía sau là đều được trang bị là một bánh lái đối với cái mẫu này và một bánh đỡ. Nhưng đối với mẫu 30 thì là được, nó có một điểm khác biệt một chút nhỏ, đó là một cái bánh lái ở giữa kìa. Quý vị có thể nhìn thấy nó là hai cặp bánh đỡ. Nghĩa là đối với chiếc 20 này thì mình sẽ gọi là hệ thống bánh là 114. Đấy, nhưng mà chiếc 30 này là có hệ thống bánh là 124. Một nghĩa là một là đầu tiên là thể hiện số bánh lái, cái thứ hai là thể hiện số bánh đỡ, và cái thứ ba là thể hiện số bánh tải.
Đấy. Đây là hệ thống bánh PU cao cấp. Chiếc xe này thì có một đặc điểm, đó là chỉ sử dụng được đối với loại pallet là thấp nhất là 85mm thôi. Thế là khi mình hạ thấp nhất cái bề mặt càng này thì nó là 85, và khi nâng cao nhất này nó khoảng là 20. Thế lát nữa mình sẽ thao tác qua. Rồi, đấy là hai điểm mà khác biệt nhất đối với cái mẫu, hai cái mẫu này, đó là nếu quý anh chị mà muốn đầu tư một mẫu xe đủ công năng, vẫn đủ công năng làm việc mà chi phí đầu tư rẻ hơn 25% thì chọn cái mẫu AC20 này. Đó. Còn nếu quý anh chị mà muốn hướng đến một thiết bị hiện đại hơn, khỏe hơn một chút và chi phí đầu tư đồng nghĩa việc là sẽ đắt hơn khoảng 20 đến 25% ấy, thì quý anh chị chọn cái mẫu 30 này. Thực sự với quý anh chị là ngoài thị trường có rất nhiều đơn vị họ bán hàng, nhưng mà họ không nói rõ với cả mình là tại sao giá của họ rẻ hơn hãng khác, hoặc là ví dụ giá của họ tại sao rẻ hơn Heli bên em. Thì đấy là cũng là một cái điểm mà em nghĩ anh chị lên quan tâm. Nó một cái sản phẩm, nó không nằm ở cái giá, nó không chỉ nằm ở cái sản phẩm, nó không chỉ nằm ở cái bề ngoài của cái sản phẩm, mà nó nằm ở trong cái sản phẩm. Trong có nghĩa là thông số kỹ thuật này, các cái thông số kỹ thuật này, khi sử dụng này, hoặc là dịch vụ sau bán hàng này, hoặc là uy tín của nhà phân phối. Bình Minh bên em thì có kinh nghiệm là từ năm 2013, năm 2020 đó là 7 năm rồi. Liên tiếp và là đơn vị tiên phong về xe lưng hàng Trung Quốc tại Việt Nam. Thì bọn em cũng tự hào là một trong những đơn vị bán sản lượng nhiều nhất và đưa lại những dịch vụ sau bán hàng tốt nhất cho anh chị khách hàng. Thì sau đây em sẽ thực hiện qua một chút các cái thao tác của cái mẫu xe này là nó sẽ khác nhau ở đâu. Thì em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật thực hiện chiếc AC20 đi. Thì em sẽ chỉ ra rõ nhất là tại sao cái chiếc AC20 này khi mà mình vận hành nó rất là lặng. Đấy, thì khi trước khi vận hành thì mình sẽ mở cái bàn đứng ra và hai cái giá bảo vệ. Rồi. Thực hiện thao tác thì đều bật chìa khóa và công tắc nguồn thôi. Đấy. Rồi. Mình có thể nhờ bạn để xoay qua một chút, bạn xoay bằng một tay rất là lặng luôn. Đấy, bạn ấy là thanh niên nhưng mà quý vị có nhìn thấy cái tay phải gồng rất là lặng đối với cái mẫu này khi vận hành. Tất nhiên khi di chuyển nó sẽ nhẹ được một chút. Nhưng mình muốn chỉ cho quý anh chị là nó khác nhau ở cái điểm đấy là rất lớn đó. Rồi, quý vị có thể sang mẫu bên này. Sang mẫu bên này một chút. Đây là em chưa bật điện nhá, không cần bật khóa điện, nó đã thể hiện luôn rồi. Rồi, đấy. Bên này rất nhẹ thôi, bên này gần như cả một chị em phụ nữ điều khiển rất nhẹ nhàng đều có thể vận hành được. Rồi, thì em sẽ nhờ bạn để thao tác qua một chút, thao tác qua chiếc AC30 đi. Bởi vì hai chiếc này điều khiển thao tác nó gần như tương đồng. Thì chiếc 30 trước đi. Thì mình sẽ nhờ bạn đấy thực hiện là hạ thấp nhất. Đấy, khi hạ thấp nhất thì đây là cái lý do em bảo là pallet chỉ được là 85 thôi này. Rồi, khi hạ cao, lưng cao nhất lên thì nó khoảng 20-20,5 ấy. Đấy, hai chiếc xe này thì đều có bán kính vòng quay như nhau và bên em khuyến cáo bề rộng mà cần sử dụng nó rơi khoảng tầm khoảng 2m6, 2m8 là có thể thoải mái sử dụng rồi. Thậm chí là rộng hơn 3, lên tới 3m thì nó thoải mái hơn dành cho những anh chị em mà cái thao tác vận hành nó chưa quen thuộc lắm. Thì còn một cái lưu ý đặc biệt nữa, đó là đối với hệ thống bình ắc quy, đối với mẫu xe lưng điện. Bình ắc quy nó gần như kiểu là trái tim của cái, nó được hiểu như nào, nó được hiểu như kiểu là một nguồn động lực dành cho xe lưng ấy. Đây, được trang bị 12 bình. 12 bình nối tiếp đưa lại hiệu điện thế là 24V. Thì quý anh chị có thể lưu ý là trong đây nó có một cái này để châm nước cất này. Đặc biệt là chỉ châm nước cất quý anh chị nhá. Khi châm nước cất thì quý anh chị lưu ý cho em là nó dưới đây nó sẽ có một cái phao trắng trắng, thì em sẽ đưa lên. Nó kẹt rồi, không đưa lên được. Thì quý anh chị là có thể nhìn thấy nó có khi mua sản phẩm bên em, không cần đâu. Khi mua sản phẩm bên em thì em sẽ có một cái hướng dẫn, đó là quý anh chị châm nước cất là châm đủ, không châm thừa, không châm thiếu. Bởi vì tại sao? Khi mình châm thừa thì mình sạc nó sẽ tràn ra ngoài, nó ảnh hưởng đến hệ thống bên ngoài của bình ắc quy. Còn khi mà châm thiếu ấy thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là ăn mòn cực chỉ, có nghĩa là nồng độ axit lên cao. Đặc biệt là châm 100% nước cất, nước tinh khiết khác, nước cất khác. Nước tinh khiết là có tạp chất, còn nước cất là không có phần trăm tạp chất.
nó sẽ đảm bảo cho tuổi thọ của bình ắc quy. Chiếc bình ắc quy này thì có thể sử dụng nó chu kỳ nó khoảng 2.500 đến 3.000 lần sạc, một lần nạp và một lần xả. Thì quý vị có thể yên tâm sử dụng chiếc xe này trong vòng khoảng 5 đến 6 năm một cách bình thường, nếu sử dụng đúng như những cái hướng dẫn mà bên em hướng dẫn. Thì khi mà quý anh chị mua hai mẫu xe này thì đều được đi kèm một bình sạc điện. Một bình sạc điện đó là sử dụng dành cho nguồn điện mình hay sử dụng hàng ngày thôi, 220V. Và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng. Em sẽ đi giới thiệu đi qua một vòng nữa. Đây, rẻ tiền thì chơi loại này. Rẻ tiền vẫn đủ công năng, và vận hành thì nó hơi hơi khó khăn một chút hơn, bởi vì nó thao tác nó không hơi lặng hơn một chút. Còn đây, nhẹ nhàng, khỏe hơn. Chi phí đầu tư thì cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà tính vào bài toán lâu dài thì cũng chiếc AC30 này em đánh giá nó hiệu quả hơn cho công việc ấy. Thì đấy là những cái gì mà em giới thiệu qua về hai mẫu xe này và sự khác biệt lớn nhất của hai mẫu xe này. Thì quý anh chị cần thì có thể liên hệ với cả bên em qua số điện thoại ở ngay dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái sản phẩm giới thiệu tiếp theo.